kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao Hưng Yên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chúng tôi mới cập nhật. Hiện huyện Phù Cừ có 10 câu lạc bộ yoga, thu hút khoảng 500 thành viên tham gia, trong đó nhiều địa phương có phong trào luyện tập khá sôi nổi như thị trấn Trần Cao, xã Đình Cao, xã Đoàn Đào. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tất cả các phòng tập đều phải đóng cửa. Vì vậy, nhiều hội viên đã chuyển sang tập yoga online hoặc tập theo nhóm nhỏ. Việc tự lựa chọn hình thức tập thể thao phù hợp trong điều kiện dịch bệnh kéo dài như hiện nay là điều rất cần thiết, góp phần rèn luyện, nâng cao sức khỏe và tinh thần nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch. Nhằm chủ động phòng dịch Covid-19 mà vẫn duy trì việc tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe, nhiều người cao tuổi ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã chuyển từ các môn thể thao tập thể sang cá nhân. Trong đó, bộ môn được nhiều người lựa chọn là dưỡng sinh, đặc biệt là dịch cân kinh. Môn thể thao này không đòi hỏi về không gian và thời gian tập luyện. Người cao tuổi có thể tập bất cứ lúc nào, ngay tại nhà, sân vườn, phòng ngủ, giúp rèn luyện cân cốt và cơ bắp, tránh mắc các bệnh về xương khớp, đồng thời hạn chế tối đa việc gặp chấn thương khi tập luyện. Xu hướng cả gia đình cùng tập thể thao tại nhà đang được nhiều gia đình lựa chọn trong mùa dịch, trong đó có gia đình anh Vũ Văn Hải và chị Trần Thị Yến ở thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Quai Châu. Từ nhiều tháng nay, vào buổi sáng và buổi chiều hàng ngày, cả gia đình tập trung chơi cầu lông và bóng bàn trong khuôn viên nhà mình. Chị Yến cùng với con gái tập cầu lông, còn anh Hải mua sắm bàn bóng bàn để tập cùng anh họ ngay tại nhà. Các thành viên trong gia đình đều tích cực tập thể thao thường xuyên, giúp gắn kết tình cảm gia đình, có thêm niềm vui mỗi ngày và tránh sự lười vận động trong mùa dịch. Ngoài các môn thể thao cá nhân như đi bộ, đạp xe đạp, tại khu phố Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, một số chị em phụ nữ còn tham gia tập dance sport hay còn gọi là khiêu vũ thể thao tại nhà. Đây là bộ môn kết hợp những điệu nhảy trên nền nhạc sôi động, giúp người tập phát triển đầy đủ các yếu tố thể lực như tốc độ, sức mạnh, sức nhanh, sức bền và sự khéo léo, mềm dẻo. Mặc dù việc tập luyện tại nhà có phần hạn chế về không gian cũng như không khí tập luyện, tuy nhiên, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, đây vẫn là lựa chọn phù hợp để tăng cường sức khỏe cũng như thư thái hơn về tinh thần. Trong vài năm trở lại đây thì gym đã trở thành bộ môn được nhiều người lựa chọn tập luyện. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các phòng tập đều đã phải đóng cửa để phòng chống dịch. Nhiều người dân đã chuyển sang các hình thức tập luyện tại nhà, và để hướng dẫn người dân một số bài tập đơn giản hiệu quả để có thể tự tập luyện tại nhà, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với hai huấn luyện viên của trung tâm gym và yoga trên địa bàn huyện Khói Châu. Trước tiên thì bạn có thể cho biết là cái việc mà duy trì tập luyện trong cái mùa dịch này thì có cần thiết hay không? Việc tập luyện trong cái mùa dịch này là việc rất cần thiết ạ. Chỉ ngoài việc nâng cao sức khỏe ra thì tập luyện trong mùa dịch này còn tăng sức đề kháng, giúp phòng chống dịch tốt hơn. Đối với nam giới ở nhà thì mình nên chú ý vào tập những cái bài nâng cao đến thể lực và tăng cường cơ bắp, giảm mỡ trong mùa dịch. Bài tạ tay ta nên chú ý đến việc khi cầm tạ thì phải cầm cho chặt, và khi đưa tạ lên thì phải đưa cho đến hết biên độ chuyển động của cánh tay này. Mỗi hiệp mình sẽ làm với cả một tay là tầm 8 cái. Xong rồi mình sẽ nghỉ tầm 30 giây đến 1 phút, xong rồi mình sẽ làm đi làm lại 3 lần như thế. Với bài tập hít đất thì chúng ta chú ý khi tay mình chống xuống ấy, thì kiểu tay phải ra phía sau, xong là gồng chặt cơ bụng lại, xong rồi mình sẽ xuống và không để cho cánh tay nó thẳng bằng vai. Chúng ta nên tập từ 10 đến 15 cái trên một hiệp, xong là nghỉ tầm khoảng 1 phút chúng ta sẽ bắt đầu tiếp một hiệp mới. Đối với cả bài tập bụng thì chúng ta nên chú ý sẽ là mình sẽ gồng chắc cơ bụng khi tập, không để cho nó ảnh hưởng đến phần cơ lưng. Các bài tập của nữ giới thì cũng tương tự như các bài tập của nam giới, nhưng mà cái cường độ thì nó sẽ ít hơn. Mình nên chú trọng tập bụng, tập mông và tập tay. Với bài tập squat thì mình sẽ cần chú ý đến điểm đặt chân, mở rộng bằng vai và hai mũi chân 45 độ. Khi lên thì sẽ thở ra, khi xuống thì mình khớp gối để tránh ảnh hưởng đến khớp gối. Bài tập này thì có tác dụng rất tốt đến vòng 3, nó sẽ giúp săn chắc vòng 3 và phần đùi. Với bài tập này thì mình sẽ cần lưu ý là mình sẽ đặt tay sao cho cái tay mình sẽ buông góc và khép cái trỏ tay lại để tránh ảnh hưởng đến phần vai, và mình sẽ rút cái phần cơ bụng để đẩy được cái phần thắt lưng của mình lên để cho nó không ảnh hưởng đến phần lưng ạ.
Với những người mới thì mình có thể thực hiện cái động tác này từ 30 giây đến 1 phút. Còn những người tập lâu thì mình có thể hơn cũng được. Khi mà mình tập luyện tại nhà thì mình sẽ cần lưu ý là tập đúng động tác và sẽ chọn cho mình cái chế độ tập phù hợp và lưu ý chế độ ăn theo khi tập. Tới đây bản tin thể thao Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.